Tại sao Phần Lan và Thụy Điển chưa gia nhập NATO? Thưa quý vị, Phần Lan 5,5 triệu dân và Thụy Điển 10,3 triệu dân không liên kết quân sự kể từ Thế chiến thứ hai và có tiềm lực quân sự nhỏ hơn nhiều so với nước Nga, quốc gia có 144 triệu dân. Phần Lan giành độc lập từ Nga vào cuối năm 1917 và đã chiến đấu chống lại Liên Xô trong hai cuộc chiến, đó là Chiến tranh Mùa Đông năm 39-40 và Chiến tranh Nối Tiếp vào năm 1941 và 44 trong Thế chiến thứ hai. Thế nhưng, Phần Lan đã phải nhượng tới 11% lãnh thổ cho Liên Xô vào năm 1940. Thụy Điển không tham gia cuộc chiến nào trong 200 năm qua và chính sách đối ngoại của họ là ủng hộ các nền dân chủ trên toàn cầu, đối thoại đa phương và giải trừ vũ khí hạt nhân. Thế nhưng vào năm 1995, Phần Lan và Thụy Điển đã chuyển từ quy chế trung lập chính thức sang không liên kết quân sự khi tham gia Liên hiệp châu Âu. Cả hai nước tiến lại gần khối quân sự NATO những năm gần đây bằng cách trao đổi thông tin tình báo cũng như là tham gia tập trận ở vùng phía Bắc của châu Âu. Hai nước Bắc Âu này muốn vào NATO để được bảo vệ bởi Điều 5 Hiến chương Bắc Đại Tây Dương, nói rằng tấn công một nước trong liên minh coi như tấn công toàn khối và họ sẽ cùng tự vệ. Sự ủng hộ của NATO và tâm lý công chúng đối với vấn đề gia nhập của hai quốc gia Bắc Âu này như thế nào? Thăm dò dư luận ở Phần Lan nêu ra con số người ủng hộ vào NATO tăng từ 38% hồi tháng 2 năm nay lên 62% trong tháng 3. Phần Lan đã xác định lại chính sách an ninh và đối ngoại trong một báo cáo vào ngày 13 tháng 4 vì tình hình khu vực thay đổi về mặt căn bản sau khi Nga xâm lược Ukraine. Báo cáo này hiện được chuyển đến Quốc hội của Phần Lan để tranh luận. Ngày 13 tháng 4 thì nữ thủ tướng của Phần Lan Sanna Marin tuyên bố sẽ đưa ra quyết định về việc có vào NATO hay không chỉ trong vài tuần tới, cùng lúc có tiến trình gia nhập nhanh hơn Thụy Điển. Thụy Điển cũng đang xem xét về báo cáo an ninh của mình dự kiến hoàn tất trước ngày 31 tháng 5. Nữ thủ tướng của Thụy Điển bà Magdalena Andersson nói là muốn có kết quả về phúc trình này trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Hiện có ủng hộ đa số trong liên minh NATO về việc nhận Phần Lan và Thụy Điển. Cuộc họp thượng đỉnh của NATO diễn ra vào cuối tháng 6 tới tại Madrid của Tây Ban Nha sẽ quyết định việc này. Việc Phần Lan và Thụy Điển vào NATO có quan trọng như thế nào? Phần Lan gia nhập NATO có ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng vì biên giới trên bộ giữa NATO và nước Nga sẽ tăng lên gấp đôi từ khoảng 1.200 km lên gần 2.574 km và NATO sẽ có số thành viên tăng lên từ 30 đến 32 quốc gia. Cả Phần Lan và Thụy Điển đều có năng lực quân sự và công nghệ quốc phòng rất phát triển và họ có thể giúp NATO tăng cường năng lực quốc phòng tại vùng biển Baltic cũng như vòng Bắc Cực. Nga đe dọa hai quốc gia này sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng nếu gia nhập NATO. Vậy thì Kremlin có thể làm được gì? Nước Nga đã cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển về việc gia nhập NATO trong những tuần gần đây. Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nhấn mạnh là Moscow sẽ phải tái cân bằng an ninh của mình nếu hai nước Bắc Âu đệ đơn gia nhập NATO. Và ngày 16 tháng 4 vừa qua thì Nga cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng thế nhưng không nêu ra gì cụ thể một khi Phần Lan và Thụy Điển cùng vào NATO. Còn theo bà Rachel Pizzo, một nhà nghiên cứu cao cấp từ Atlantic Council, một cơ quan nghiên cứu về quân sự, thì nước Nga có thể tiến hành tấn công mạng, tấn công chiến tranh thông tin để đe dọa Phần Lan và Thụy Điển. Now obviously Russia has said that Finland and Sweden joining would be seen as a direct threat to Russian security. I don't think that their joining NATO would be the would result in the same response from Russia as say Georgia and Ukraine, for example. But I do think that in light of these movements for Finland and Sweden, we should expect to see things like increased hybrid threats, cyber attacks, information warfare for Russia to try to, as it always does, threaten and intimidate potential NATO members. Khi trở vào NATO thì Phần Lan và Thụy Điển có được liên minh quân sự này hỗ trợ như thế nào hay không? Tổng thư ký của khối NATO ông Jens Stoltenberg đã từng tuyên bố rằng liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo có thể đưa ra các đảm bảo an ninh cho các quốc gia ứng viên trong thời gian họ chờ gia nhập NATO một cách chính thức cũng như được NATO phê chuẩn. Tuy nhiên, ông không nói rõ sự đảm bảo an ninh này là gì. Còn Brussels thì có thể quyết định một hình thức đảm bảo an ninh nào đó. Các hình thức quân sự khác tập trung ở Đông Âu cũng có một vai trò nhất định. Hơn nữa là vì thành viên của Liên Hiệp Châu
thì Phần Lan và Thụy Điển về mặt lý thuyết cũng đã được bảo vệ theo một điều khoản đã ký trong Hiệp ước Lisbon của EU.